sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 61, nếu không có con người, loài vật này sẽ thống trị trái đất. Đây là kiến quân đội, chúng có tên gọi như vậy vì sự tổ chức và kỷ luật của chúng không khác gì một đội quân. Đàn kiến gồm 20 triệu cá thể, bằng một cách kỳ diệu nào đó có thể giao tiếp và cùng nhau hành quân tác chiến, tạo ra một đội quân rộng 20 mét.